Các vị vua thời xưa không phải là tam cung lục viện thì cũng là 3 vạn mỹ nữ, nhưng vị vua này lại chẳng thích điều đó, đến cả khi ông bắt buộc phải có con cũng phải để cận vệ của mình ngủ cùng hoàng hậu. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật ở Triều Tiên, tại sao lại như vậy thì hãy cùng xem phim nhé. Dưới triều đại Cao Ly, nhà vua đã tự xây dựng cho mình một đội cận vệ, ông chọn ra những đứa trẻ và huấn luyện, cho phép chúng sống trong hoàng cung. Trong số 36 đứa trẻ đó, nhà vua dành sự chú ý đặc biệt với cậu bé này, cùng nhau múa kiếm, đánh đàn nên giữa cả hai đã nảy sinh tình cảm đam mỹ. Cậu bé sau này trở thành thủ lĩnh tướng quân của đội cận vệ, đồng thời là người kề cạnh chăm sóc và hậu hạ nhà vua. Tuy nhiên, vì mối quan hệ ngoại giao, nhà vua bắt buộc phải lấy công chúa nhà Nguyên làm vợ, nhưng tất cả chỉ là trên danh nghĩa, cưới về rồi hoàng hậu cũng chỉ được đem đi lộng kính. Trong một lần đi thưởng ngoạn ở ngoại ô, nhà vua bất ngờ bị tấn công và bị xiên vào bụng nhưng may mắn thoát chết. Trên giường bệnh, ông chỉ quan tâm lo lắng đến sự an nguy của Hong Lim. Cuộc tấn công sau đó được cho là do các đại thần trong triều muốn âm mưu tạo phản, nhưng vì không có bằng chứng nên cần phải điều tra thêm. Thế lực nhà Nguyên lúc bấy giờ rất mạnh, thao túng cả Triều Tiên, vì nhà vua cưới vợ quá lâu mà chưa có con nên đã cử đại sứ đến để gây sức ép phải có người thừa kế. Nếu không sẽ lập người khác làm thái tử trở thành người kế vị tiếp theo, các quan thần trong triều cũng đồng tình theo ý kiến đó khiến hoàng hậu vô cùng tức giận. Vì quá yêu thương nhà vua, tối đó bà đã chủ động tìm đến và xin được ngủ lại, nhưng nhà vua thẳng thừng từ chối vì ông không thể làm chuyện ấy với phụ nữ. Cả đời này ông chỉ có thể ngủ với một người duy nhất, chính là Hong Lim. Sau khi mây mưa cùng với Hong Lim, nhà vua đã đưa ra một quyết định khó hiểu, đó chính là yêu cầu Hong Lim phải ngủ cùng hoàng hậu nhưng anh đã ngay lập tức từ chối. Nhưng lệnh vua đã ban không thể rút lại được, Hong Lim và hoàng hậu sẽ có 3 đêm ngủ với nhau. Đêm đầu tiên, nhà vua đến dìu hoàng hậu lên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi rồi rời đi. Hong Lim đi vào, chuẩn bị vào việc thì nhìn thấy hoàng hậu đau đớn đến chảy nước mắt nên anh cũng không thể tự nhiên mà làm được. Ngày hôm sau, trong lúc đang vẽ tranh cùng nhà vua, Hong Lim hỏi rằng tại sao lại chọn anh cho việc này. Nhà vua đáp lại vì ông muốn đứa trẻ mà hoàng hậu sinh ra phải giống Hong Lim. Đêm thứ hai, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn, mặc dù cả hoàng hậu và Hong Lim đều không có cảm xúc nhưng cũng hoàn thành được nhiệm vụ, tiếng đánh vần của hoàng hậu bên trong cũng làm nhà vua có một chút quặng đau. Đến đêm thứ ba thì cảm xúc đã thăng hoa, một người phụ nữ chưa bao giờ được gần gũi nam giới, một người đàn ông như tìm thấy được chân ái của đời mình sau bao năm tháng bị nhà vua thao túng. Vậy mà sáng hôm sau, khi được nhà vua hỏi rằng anh cảm thấy thế nào khi được tiếp xúc với phụ nữ, Hong Lim nói rằng anh chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi, anh còn xin phép rời cung để điều tra về cuộc tấn công trước đó. Đi làm nhiệm vụ nhưng tâm trí Hong Lim cứ như thả trên mây, những cảm xúc khi ở bên cạnh hoàng hậu làm cho anh trằn trọc suy nghĩ. Anh tìm mua một chiếc túi thơm, nhưng chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn hoàng hậu từ bên ngoài chứ không dám tặng. Tình trạng phản động ngày càng trở nên phức tạp, vì lo cho an nguy của Hong Lim, nhà vua đã đích thân cải trang tìm đến. Hong Lim trở về nhìn thấy nhà vua thì vô cùng bất ngờ. Khi được nhà vua hỏi tại sao lại về trễ như thế làm ông rất lo lắng, Hong Lim chỉ lặng lẽ cúi mặt rơm rớm nước mắt. Tối đó, khi ngủ cạnh nhà vua, Hong Lim cũng quay sang ôm ông, anh dằn vặt chẳng biết phải chọn con tim hay là nghe lý trí. Sau khi trở về hoàng cung, Hong Lim hay tin hoàng hậu đã ngã bệnh, lúc này nhà vua đang bên cạnh chăm sóc cho hoàng hậu, ông hỏi rằng có phải cô đã mang thai, nhưng hoàng hậu cho là không phải vì cô vừa có kinh nguyệt vài ngày trước. Buồn bã trở về, nhà vua còn biết được Hong Lim đã lén đem trà mật ong đến để giúp hoàng hậu hạ sốt. Chuyện sẽ chẳng đáng nghi ngờ nếu như Hong Lim không ngày càng trở nên lạnh nhạt, nhà vua vừa hỏi Hong Lim chuyện về trà mật ong thì anh lại chối. Thế là sáng hôm sau, nhà vua mời cả hoàng hậu và Hong Lim đến gặp mặt. Ông nói rằng vì để Hong Lim và hoàng hậu ngủ với nhau chẳng mang lại kết quả gì, nên ông sẽ suy nghĩ cách khác, cả hai không cần phải gặp nhau nữa. Trên đường về, Hong Lim và hoàng hậu như có điều gì muốn nói nhưng chẳng ai chịu mở lời. Hong Lim sau đó đến gặp hoàng hậu đưa cho cô chiếc túi thơm mà anh đã mua rồi lặng lẽ rời đi. Một ngày nọ, nhà vua tổ chức buổi tiệc cầu bình an, có cả anh trai của hoàng hậu tham dự. Hong Lim phía dưới chỉ hướng sự ánh nhìn về một người là hoàng hậu. Chỉ sau vài phút quay đi thì hoàng hậu bất ngờ biến mất. Cung nữ thân cận của hoàng hậu đến tìm Hong Lim, nói rằng hoàng hậu muốn gặp anh ở thư viện. Thế là trong khi mọi người cùng nhau vui vẻ ở bên ngoài, thì Hong Lim và hoàng hậu cũng cùng nhau vui vẻ ở bên trong. Sau khi mây mưa, hoàng hậu còn tặng Hong Lim một chiếc khăn do chính tay cô thêu, còn nói là tối ngày mai cô sẽ lại đến. Ngày hôm sau, trong lúc đang dùng bữa cùng nhà vua, cả hai nhận được tin đã phát hiện ra người đứng sau vụ tấn công chính là một quan thần trong triều nên Hong Lim cùng những thị vệ khác đã đến mai phục quan sát. Hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng đã quá nửa đêm, trong khi hoàng hậu vẫn đang chờ đợi Hong Lim ở thư viện. Khi anh quay về thì người cũng đã rời đi. Sáng hôm sau, hoàng hậu cùng anh trai đến gặp nhà vua xin phép rời cung trong vài ngày để về quê nhà. Hong Lim cũng đến để bẩm báo về kết quả điều tra đêm qua. Vài ngày sau, nhà vua sai người chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Hong Lim.
Đó là một chú ngựa quý còn tốt hơn ngựa mà nhà vua đang cưỡi, nhưng lúc này Hong Lim lại tìm đến tận quê nhà của hoàng hậu. Sau vài giây nhìn nhau, cả hai lại tiếp tục mây mưa thắm thiết, sau đó còn dùng cơm cùng với hoàng hậu, những món do chính tay hoàng hậu chuẩn bị. Cô còn cho biết từ khi được gả đi, chưa bao giờ cô có cảm giác được làm vợ đúng nghĩa như lúc này. Trong khi bên này nhà vua vẫn cứ mãi chờ đợi đến tối, ông nhận được tin tướng quân Hong Lim đã rời cung từ sáng sớm. Thấy có cơ hội, phó tướng quân Siung Ji tiếp cận nhà vua và mong muốn được ở lại cùng ông tối đêm nay, nhưng nhà vua thẳng thừng từ chối. Sáng hôm sau, Hong Lim vội vã trở về thì phát hiện nhà vua đang ngồi chờ trong phòng, cả đêm qua ông đã không ngủ. Khi được nhà vua hỏi đã đi đâu, Hong Lim nói dối rằng anh đã đi đọc sách binh thư cả đêm ở thư viện. Rối bời trong suy nghĩ, Hong Lim tìm đến rượu. Lúc này anh nhận được tin anh trai của hoàng hậu cùng các đại thần trong triều đang bí mật tập hợp lại với nhau để suy tính về việc gì đó. Tức tốc điều tra trong đêm, Hong Lim đã lấy được danh sách những người ký tên ủng hộ việc ám sát nhà vua gửi đến cho quân Nguyên. Nhà vua sau đó quyết định sẽ tổ chức một buổi yến tiệc trong cung với sự góp mặt của tất cả những người có tên trong danh sách, rồi sau đó lấy thủ cấp của họ ngay tại đó. Còn anh trai của hoàng hậu thì Hong Lim phải đến thủ tiêu ngay tại nhà. Đúng theo như kế hoạch, buổi tiệc long trọng đã diễn ra, những gian thần vui vẻ nói chuyện cùng nhau, ấy thế mà họ chẳng biết được rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của họ. Nhà vua sau đó ra lệnh dừng nhạc, thị vệ kéo quân vào bên trong, quét sạch không chừa một ai. Nhà vua sau đó còn đến thông báo với hoàng hậu về việc ông đang cho Hong Lim tướng quân đến hành quyết anh trai của cô. Trong khi bên này anh trai của hoàng hậu nói rằng ông làm mọi việc chỉ vì muốn tốt cho hoàng hậu, Hong Lim cũng vì thế mà không nỡ ra tay. Tối đó, Hong Lim về cung bẩm báo đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rồi đến thư viện tìm gặp hoàng hậu. Khi biết được anh trai vẫn còn sống và đang trên đường trở về quê hương, hoàng hậu vô cùng vui mừng. Nhưng cả hai nào biết được rằng nhà vua đã biết hết mọi chuyện, nên ông đã cho người bí mật hành quyết anh trai của hoàng hậu sau khi được Hong Lim tha mạng. Sáng hôm sau, nhà vua lại cho gọi hoàng hậu và Hong Lim đến. Ông muốn tiếp tục kế hoạch sinh thái tử, nhưng người ngủ cùng hoàng hậu lần này không phải là Hong Lim, mà lại là phó tướng quân Siung Ji. Quá sửng sốt với quyết định điên rồ của nhà vua, hoàng hậu sau đó tìm đến Hong Lim và mong muốn được bỏ trốn cùng anh. Nhưng vì không muốn để hoàng hậu chịu khổ nên Hong Lim đã từ chối. Anh đến tìm nhà vua xin người thứ tội. Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào nhà vua rút lại quyết định đã ban. Trong khi đó, hoàng hậu cũng tự tìm đến cái chết để giải thoát. Mọi việc xảy ra khiến nhà vua đã suy nghĩ. Ông gọi Hong Lim đến và hỏi, mối quan hệ của anh và hoàng hậu chỉ là đam mê sắc dục thôi đúng không? Hong Lim trả lời đúng. Vậy thì nhà vua sẽ bỏ qua tất cả và mong muốn quan hệ của ông và Hong Lim sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhà vua và Hong Lim sau đó tiếp tục cùng đàn, rồi cùng vẽ tranh như chưa hề có cuộc chia ly. Một buổi tối trời mưa, tỷ nữ của hoàng hậu lại tiếp tục tìm đến, nói rằng hoàng hậu muốn gặp anh lần cuối, mặc dù thẳng thừng từ chối nhưng sau đó Hong Lim lại tiếp tục suy nghĩ cả đêm, thế là anh quyết định sẽ lén đi gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nói rằng cô đã có thai và muốn Hong Lim là người biết thông tin này đầu tiên, vì không kìm được cảm xúc cả hai lại tiếp tục mây mưa thêm một lần nữa. Bên này nhà vua linh cảm được nên tỉnh dậy chẳng thấy Hong Lim đâu, ông đội mưa tìm sang cũng chẳng thấy hoàng hậu trong cung, vì trước đây Hong Lim từng bảo đọc sách binh pháp, nên nhà vua tìm đến thư viện thì tận mắt trông thấy mọi việc. Đã vậy, khi bị trói cả hai còn dành tội lỗi về mình. Hong Lim còn nói đã lỡ yêu hoàng hậu khiến cho nhà vua vô cùng tức giận. Ông ra lệnh cho phó tướng quân thiến Hong Lim ngay tại chỗ, mặc cho anh và hoàng hậu ra sức cầu xin cũng vô ích. Đang lúc đau khổ nhất, cũng là lúc nhà vua nhận được tin hoàng hậu đã mang thai. Vì không muốn để lộ chuyện đêm qua ra bên ngoài, nhà vua lệnh cho Siung Ji thủ tiêu tất cả những người có mặt trong đêm hôm qua. Vì quá yêu Hong Lim, nhà vua sau đó còn tìm đến nhà giam cầu xin anh quay lại. Ông sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà anh muốn, thậm chí cả giang sơn này. Trong khi đó, hoàng hậu lại lo lắng cho tính mạng của Hong Lim. Một đứa trẻ không thể nào có hai cha được, nên nhờ tỷ nữ thân cận thông báo cho những cận vệ thân thiết của Hong Lim đến giải cứu anh. Họ lừa Hong Lim rằng hoàng hậu đã rời đi nên anh cũng đồng ý mà bỏ trốn. Sự việc này khiến nhà vua vô cùng tức giận. Nhà vua ngay lập tức đến gặp hoàng hậu, nhưng hoàng hậu thà chết cũng không nói tung tích của Hong Lim, giận cá chém thớt, tỷ nữ của hoàng hậu sau đó phải là người lãnh nhận hậu quả. Ngày hôm sau, Hong Lim trở về cung để cứu hoàng hậu, nhưng đến nửa đường, anh chợt nhận ra bản thân chẳng có gì trong tay để có thể mang lại được hạnh phúc cho nàng. Nhưng sau khi trở về thì cả khu làng đều tan hoang, những cận vệ cứu anh cũng đã bị bắt về tra tấn. Họ còn bị lấy thủ cấp bêu trước cổng thành, trong số đó còn có thủ cấp của tỷ nữ thân cận của hoàng hậu với chiếc túi thơm mà Hong Lim đã tặng. Một tuần sau, triều đình tổ chức tiệc tri ân những người lính đã chiến đấu ở xa trường giành lại lãnh thổ. Hong Lim cũng trà trộn vào đoàn quân để vào được bên trong. Ở một cảnh quay khác, hoàng hậu gặp riêng Siung Ji. Bà nói rằng những người có mặt trong đêm hôm đó đều đã chết, chỉ còn mỗi mình Siung Ji là còn sống. Nhưng sớm muộn anh cũng sẽ bị thủ tiêu giống họ mà thôi. Chỉ còn cách duy nhất là hợp sức cùng cô ám sát nhà vua. Sau khi quân Nguyên đánh chiếm thành công, cô cũng sẽ chừa cho anh con đường sống.
Hong Lim sau khi thay y phục đã tiến vào chánh điện, nhà vua mừng rỡ vì gặp được Hong Lim sau bao ngày tìm kiếm, nhưng lần này anh đến là để trả thù. Nhà vua và Hong Lim đã có một màn đấu kiếm long trời lỡ đất, Hong Lim còn chém rách bức tranh mà nhà vua đã vẽ tặng cho anh khiến ông vô cùng phẫn nộ. Hồi trống nguy cấp được vang lên, hoàng hậu nghi có chuyện chẳng lành nên tìm đến chánh điện, thị vệ lúc này nhận được tin báo cũng kéo đến nhưng nhà vua ra lệnh ai can vào sẽ xử tử ngay lập tức. Siung Di thấy thời cơ một mũi tên trúng hai con nhạn nên cũng để cả hai muốn làm gì làm. Khi nhà vua đã xuyên vào tim của Hong Lim, ông hỏi rằng ngươi có từng yêu ta không? Hong Lim thẳng thừng trả lời không, dù chỉ một lần cũng không. Nhà vua bị sốc và trong lúc sơ hở đá bị Hong Lim lấy mạng, Siung Di lúc này mới bắt đầu vào việc tiễn anh một đoạn. Hong Lim lặng lẽ nhìn hoàng hậu bị đưa đi, rồi quay sang nhìn nhà vua thêm một lần cuối, cho đến lúc ánh mắt tan dần. Sự kiện này kéo theo sự sụp đổ sau đó của vương triều Cao Ly. Một bộ phim nhiều cảm xúc với sự kết hợp của cả ba quốc gia là Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Bạch Tuyết Gia thêm nhiều phim mới nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.